Em xin chào tất cả mọi người. Hôm nay nhà Tuyết Kha lại có thêm hàng, thế nên là em tranh thủ lên sóng để các bác có thể xem và sưu tầm những cái loại lan mà các bác mong muốn. Đấy, hôm nay thì nhà em có khá là nhiều mặt hàng, các bác có cả phong lan này, địa lan này, đấy, và những cái loại lan hài nữa. Đây. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu từ góc này trở đi nhá, mọi người nhá. Ở đây sẽ là hái mốc hồng này. Đó, hái mốc hồng hiện tại thì đang bắt đầu có mèo rồi, có mèo có nụ rồi. Em bán lẻ thì sẽ là 15.000 một lạng và các bác lấy cả ký thì sẽ là 100.000 nhá. Em quên số điện thoại để mọi người liên hệ mua lan bên em là 0914996482 ạ. Đấy, khách quen thì chắc là biết rồi. Nhưng mà có những khách nhờ, mới xem kênh của em thì có thể chưa biết. Đây là hài vệ nữ này. Hải vệ nữ em bán giá là 50.000 1 kg. Đang mèo rồi nhá các bác nhá. 50.000 1 kg. Còn đằng bên trong này thì sẽ là kiếm cói này. Kiếm cói 80.000 1 kg. Đó. Kiếm cói thì vừa qua mùa hoa rồi nhá. Thanh lan đấy. 80.000 1 kg. Địa lan Mạc Xuân 80.000 1 kg. Cái Mạc Xuân thì hôm nay em có cả cây to, cây bé đây này. Đấy, bên này là cây bé. Cây bé thì chắc là ít nụ hơn. Còn cái đằng cây to này thì em thấy có một số cây ra nụ rồi đây này. Đấy, nụ hiện tại thì nó cũng chưa dài lắm đâu. Đó, nó mới chỉ tầm tầm này, tầm khoảng tầm một gang đổ lại thôi. Đấy, Mạc Xuân thì em bán giá là 80.000 1 kg nhé. Mạc Xuân này thì hàng hoa nó sẽ nở vào dịp Tết, rất là thơm luôn. Hoa cực kỳ thơm và bền. Tiếp theo đằng bên này, vẩy rồng. Vẩy rồng em cũng bán giá là 80.000 1 kg cả nhà nhé. Đấy, 80.000 1 ký. Vẩy rồng. Tiếp theo ở đây thì em sẽ có hài mốc hồng. Đây lúc nãy em giới thiệu rồi. Ở đây thì em có hài dâu xanh này. Hài dâu xanh, cái này là do cây ở nắng nhé các bác nhé. Cây ở nắng nhiều nên là nó bị vàng lá thôi, chứ không phải bị héo đâu. Hàng em mới nhập về. Đấy. Rất là tươi luôn. Hải dâu xanh thì em bán theo ký thì sẽ là 80.000 một ký. Và các bác lấy lẻ thì sẽ là 10.000 một lạng nhá. Đó. Còn đây là hải kim ạ. Hải kim em bán lẻ là 30.000 một lạng. 30.000 một lạng. Hàng khô ráo nên là một lạng sẽ được khá là nhiều. Kim hôm nay thì có cả... Ô, có dề luôn mọi người ơi. Ôi dề này, dề đẹp ghê. Bản là khá là to. Có một số là ngắn này. Đấy. Một số là ngắn, một số là dài. Là ngắn ít thôi. Chắc khoảng tầm 1-2 cân là ngắn thôi. Còn lại là lá dài. Cái dề này đẹp quá. 30.000 một lạng nhé cả nhà nhé. Hải kim 30.000 một lạng và các bác lấy cả ký thì em sẽ tính giá là 280.000. Tiếp theo đây là kiếm bạch ngọc đuôi công. Bạch ngọc đuôi công, phiên hôm nay em sẽ để cho mọi người giá là 200.000 1 kg nhé. 200.000 1 kg. Đấy, hàng đang nụ rồi. Cái lô hôm nay ý, em nhập được rẻ hơn lô hôm trước 10.000 các bác ạ. Rẻ hơn mỗi ký 10.000 thì nên là em cũng giảm giá cho mọi người. Thôi giảm luôn 20.000 cho nó tròn tiền cho các bác. Đấy, 200.000 một ký đang nụ này. Cái bạch ngọc đuôi công này thì hoa nó đẹp lắm, hoa nó bền và đẹp thơm nữa cả nhà. Nếu mà theo đúng tiến trình thì là nở vào dịp Tết đấy. Đây này, nụ nó đây này. Đây là cái hàng rời, gọi là hàng rời thôi nhưng nó vẫn là các rề thôi nhá các bác nhá. Cây rời rất là ít luôn. Thì sẽ là 200.000 một ký. Và ngoài ra thì hôm nay em có thêm một cái rề như này. Rề rất là to. Đấy. Rề này to khủng luôn. Em cũng không biết là bao nhiêu vòi nụ nữa. Cái vòi nụ này thì cái nụ nó khá là to rồi, to hơn cái lô bên kia rồi. Đấy thì em có dặn dân là cuộn kỹ như thế này cho em và bây giờ em cũng không bóc ra nữa để bác nào có nhu cầu sưu tầm thì em sẽ gửi cả cho mọi người để đỡ phải bọc đi bọc lại cái nụ. Đấy, nó sẽ rất là ảnh hưởng. Đấy, với mỗi cái cành bọc này này là một cái vòi nụ đấy.
thì các bác thấy là cái vòi à, cái dề này nó cực kỳ nhiều nụ luôn. Đó. Dề này cực kỳ nhiều nụ luôn nhá. Đây này. Đấy, nụ nó to như này sắp nở rồi. Nhưng mà cái hoa này rất là bền nên là em nghĩ là chắc là vẫn chơi được đến Tết đấy mọi người ạ. Đây, những cái nụ bé thì họ không bọc. Nhưng cái vòi nụ to thì họ bọc vào hết đây. Cái dề này thì em bán giá là 1,6 triệu các bác nhá. 1,6 triệu cái dề này. Đấy. Cực kỳ khủng luôn. 1,6 triệu cái dê đuôi công này. Em cũng dự định là nếu mà khách không chốt thì em cũng để lại chơi. Đây cái phần rễ nó đây. Đó. Cái này người ta bóc từ cây, một cái cây cổ thụ, cây to. Đó là bạch ngọc đuôi công. À, tiếp theo. Ở đây thì em có mấy cái dề hài gấm này. Mấy dề hài Helen. Hài gấm thì sẽ là 70.000 một dề. Nó tương đương nhau thôi mọi người nhé. Đấy. Có số nhưng mà em đánh số 75.000 thì thôi. Bây giờ bán còn 3 dề bán nốt giá 70, đồng giá 70.000 một dề. Còn Helen. Helen thì em có dề này là 90.000 này. Đấy, dề Helen 90. Và hai cái dề này thì sẽ là 100.000. 100.000 cả hai dề luôn mọi người nhé. 50.000 một dề đấy. Đó. Còn đây là tiểu kiếm Karan. Tiểu kiếm Karan. Em bán giá là 100.000 1 kg. Karan thì cũng vừa qua mùa hoa rồi ạ. Hoa màu xanh rất là đẹp luôn. Ở đây em có hài Vân Nam này. Hài Vân Nam em bán giá là 60.000 một lạng. 60.000 một lạng và 580 1 kg. Hài Henry 15.000 một lạng, 1 ký là 100.000. Hài Helen. Đấy, từ mỗi loại thì em dừng lại tầm 1-2 giây để các bác có thể xem kỹ hàng. Hài Helen thì sẽ có giá là 30.000 một lạng nhé. 30.000 một lạng. Tiếp theo, ở đây là hài đuôi công. Đây, hàng vừa về em còn chưa kịp xếp này. Hài đuôi công rất là đẹp luôn mọi người ạ. Đấy. Đuôi công thì hình như là không phải mùa hoa đâu ấy, để em xem kiểm tra xem có mèo chưa. Hay là vừa qua mùa hoa nhỉ, em thấy cái cần hoa nó cũng khá là mới. Đây này. Cái hài đuôi công thì em bán giá là 40.000 một lạng nhé cả nhà ấy. 40.000 một lạng. Đấy, hàng vừa về này, rất là khô ráo luôn. Hàng khô ráo. Khô ráo nhẹ, hàng nhẹ đây nên là cũng được khá nhiều. À đây, đây cái mùa hoa năm nay đây mọi người ạ. Thì có nghĩa là vừa qua mùa hoa rồi. Vừa qua mùa hoa rồi thì chúng ta yên tâm về dưỡng cây. Đấy, không sợ cây nó bị ảnh hưởng bởi hoa thì nó yếu. Hôm nay về được một lô có vài cân thôi, 6-7 cân ấy, còn chưa đến chục cân mọi người ạ. Đấy, cả một đống như này mà được có hình như là gần 7 cân thôi. Nó khô nên là được rất là nhiều. Em bán giá là 40.000 một lạng nhé, hài đuôi công. À, tiếp theo. Đây là thanh ngọc quý phi. Đấy, thanh ngọc quý phi. À, em bán giá là 260 một chậu nhé các bác nhé. 260.000 một chậu. Cái này thì sẽ là từ 5 vòi hoa trở lên. Đấy. 5 vòi hoa trở lên mặt hoa đây. Mặt hoa này nó giống như trần mộng ấy các bác. Đấy. Nó giống trần mộng. 260.000 một chậu. Tiếp theo đằng bên này em có hài mốc vàng này. Hài mốc vàng mỗi cốc như này sẽ là 2 nụ. Đấy. Mỗi cốc 2 nụ nhá. 130.000 một cốc. À, bác nào muốn sưu tầm hàng rời ấy, cây rời, hàng cây rời mà giá nó sẽ rẻ hơn thì các bác sẽ đợi em khoảng tầm mấy ngày nữa nhé. Em đang đặt hàng rồi. Đấy, tất nhiên là cây rời thì nó sẽ có giá rẻ hơn so với cái hàng cốc này. Hàng cốc này em cũng nhập đắt nên là em cũng phải bán cái giá này. Đấy, còn cây rời thì nó cũng chỉ khoảng tầm mấy chục nghìn một cây.
rẻ thôi. Nụ mỗi cốc này sẽ là 2 cây và là 2 nụ nhé cả nhà. 130.000 mốc vàng. Còn đây là hải thiên lý này. Hải thiên lý em bán giá là 300.000 một cốc. 300.000 một cốc hải thiên lý. Đây là vũ nữ. Vũ nữ hình như là cũng mix màu thật đấy. Em thấy cái màu này nó, cái nụ này nó hơi hồng hồng hơn này so với cái chậu bên cạnh này. Em bảo mix màu nhưng mà em cứ thấy nghi ngờ làm sao. Không biết có phải mix màu thật không. Đấy. Cái vũ nữ này hôm nay em bán giá là 50.000 một cốc nhé cả nhà. 50.000 một cốc. Mỗi cốc thì sẽ là một hai thân gì đấy. Hai thân đấy, mỗi cốc hai thân, ba thân. Nói chung là tùy cốc. Cái này về các bác cho ra một cái chậu to ấy, trồng khoảng tầm 3-4 cây và làm một giò rất là đẹp luôn. 50.000 một cốc ạ. Vũ nữ. Tiếp theo ở đằng bên này thì sẽ là những cái loại phong lan còn lại này. Em có cáo, kiều. Kiều mỡ gà, đây hôm nay em có vẫn có 3 phần nhé. 90.000 một phần kiều mỡ gà. Dáng hương đuôi cáo hàng Cao Bằng. Cáo thì toàn lá xếp thôi các bác ạ. Em bán giá là 180.000 một kg. 180.000 một kg. Cái cây này thì nó bị lỗi này, bị gãy cái lá này. Những cây nào lỗi lá xấu quá thì em sẽ để lại trồng. Đấy. Cây này thì dễ, nó cũng hơi ít đây. Đấy, em sẽ chọn cây đẹp cho mọi người thôi. 180.000 một ký. Cái vòi hoa năm vừa rồi đây. Đấy, ngoài cái hàng lá xếp này thì em còn có hai cây phân nhánh nhá các bác nhá. Đây sẽ là cây số 1 này. Cây số 1 gồm có một thân và một con. Đây. Phân nhánh đây, cả mấy năm nó đều phân nhánh đây. Cây này em sẽ bán giá là 150.000. Đấy, cây số 1 em bán giá 150.000 này. Cây số 2 đây. Cây số 2 em bán giá là 200.000. Cây số 2 đây, năm vừa rồi đây, phân nhánh đây. Quả còn nguyên luôn. 200.000 cây số 2. Đấy, em có hai cây phân nhánh. Tiếp theo cái phần vanda này. Phần vanda này em thanh lý là 100.000 nhá. 100.000 cho cả cái đống này luôn, gồm có một dề. Đây là một dề nhá các bác nhá, một dề luôn. Đấy, nó hẳn một dề có mấy thân và kèm thêm hai cái thân này nữa. Đấy là 100.000. Thanh lý luôn cho mọi người. Tiếp theo đùi gà thì hôm nay em sẽ còn các hình sau. Hình số 4 có giá là 230.000 ạ. 230. Đây là đùi gà tròn của Cao Bằng nhá. Nó đang sưng nụ rồi đây này cả nhà. Đấy. Đùi gà tròn của Cao Bằng. Cái mặt hoa thì màu tím rất là đậm, tím nhung đậm. Nên là hoa nó cũng rất là bền luôn. Tiếp theo số 2 à, số 3. Có giá là 90.000 ạ. Đây là một dề. Đấy. Một dề xinh xinh luôn. Số 6 cũng có giá là 90 thì nó sẽ là một phần. Một phần. Không phải là nguyên một dề mà nó là nhiều dề nhé cả nhà. Số 5 cũng có giá là 90. Đấy. Nó cũng sẽ là một phần gồm có những cái dề nhỏ. Rất là đẹp luôn. Đùi gà, cái lô đùi gà này rất là đẹp các bác ạ. Đấy là đùi gà này. Tiếp theo kiếm bóc đô. Đây. Kiếm bóc đô hôm nay em về được bằng này, em bán giá là 100.000 một kg. Bóc đô thì hiện tại cũng đang bắt đầu có nụ rồi đấy cả nhà. Em xem nào. Xem chỗ cây nào có nụ quay cho mọi người xem để hình dung ra. Đây này, nó bé tí như này thôi, nụ nó mới nhú thôi. Nụ nó mới nhú, nó cũng chưa cao đây này. Đấy. Nụ còn, nó còn rất là bé. Nên là cũng thoải mái vận chuyển mọi người, không sợ ảnh hưởng đâu nhá. Đấy. Chuyên gia bới bóc để tìm nụ cho mọi người. Cây này thì chưa thấy, có thể là nó chưa lên.
Đấy, còn những cây thì nhú lên nụ rồi, bé bé rồi, còn những cây thì chưa thấy đâu. 100.000 1 kg, kiếm bóc đô ạ. Tiếp theo em ở đây em có trúc ngọc mọi người nhé, lan trúc ngọc nó đang có nụ này. Đấy, trúc ngọc thì hàng đang nụ, hoa nó màu trắng thơm. Cái trúc ngọc tiền này thì em bán giá là 20.000 một lạng đấy. Các bác có thể mua sưu tầm một vài lạng cũng được. Em có cân thử ra ở đây, một lạng thì nó sẽ được bằng này. Đấy, 20.000 thôi, được một giò luôn mọi người ạ. Nó đang đây này, nó đang rất là nhiều nụ rồi nhá. Đó. Đấy, đây là cái thân mà sẽ ra cho hoa vào năm nay này. Đấy, đây này. Đó. Nụ còn bé nên là cũng dễ bảo quản. 20.000 một lạng trúc ngọc ạ. Mọi người ơi, ngoài lan ra thì em cũng còn có nhận xỉ lẻ miến phe đén nhá, miến phe đén nguyên bình Cao Bằng. Đấy, miến rau nguyên chất 100% luôn. Một con này em xin lỗi, một cân này thì sẽ là 8 con, có giá là 100.000. 8 con như thế này 100.000. Đấy, đây là miến này. Tiếp theo là cái gạt tàn này. Gạt tàn nhà em vẫn về 80.000 một cái nhá các bác nhá. 80.000 một cái gạt tàn. Đấy. Để các bác đặt trên bàn nhìn cho nó xinh, xinh cái bàn đúng không ạ? Cái này thì gỗ, cái màu gỗ nguyên chất luôn, chưa phun, chưa sơn gì cả. Nếu mà về các bác thích có thể sơn hoặc là phun cái gì màu gì đấy vào. Nói chung là em cũng không rõ. Em thấy bên xưởng người ta làm như thế này, em cứ lấy về bán thế này thôi, cũng không thấy họ sơn gì cả. 80.000 một cái gạt tàn ạ. Ở đây em còn có hai cái chậu vệ nữ này. Đấy, 30.000 một chậu nhá. 30.000 một chậu, cái chậu vệ nữ thuần đây có nụ rồi đây các bạn, có mèo rồi. Đấy, 30.000 một chậu. Đây là cây không khí này. Đấy, cây không khí em vẫn có. Cái không khí này bây em thanh lý là 50.000 hai cục nhá các bác nhá, 50.000 hai cây. Đấy, thanh lý cho rộng nhà để còn nhập hàng mới. 50.000 hai cây lan không khí á. Em vừa giới thiệu với cả nhà mình tất cả những cái mặt hàng mà em có bán trong phiên ngày hôm nay rồi. Em xin được nhắc lại số điện thoại để mọi người có thể liên hệ mua lan bên em, đó là 0914996482 ạ. Em xin phép được dừng clip ở đây nhé. Bye bye mọi người. Chúc cả nhà có một kỳ nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc ạ. Bye bye.